Xin mến chào các bạn, quan các bạn trở lại với kênh Sông Nước Miền Tây. Hôm nay mình đã có mặt tại khóm 5 phường 4 đường Lý Thường Kiệt tại chùa Ben Buôn Thơ Mây của thành phố Sóc Trăng. Hôm nay thì ngay chỗ này thì chùa đã chuẩn bị khánh thành vào ngày mùng 2 Tết hôm nay các bạn. Hiện nay thì các thầy thợ và các công nhân đang làm không nghỉ trưa để cho kịp để mà khánh thành đó các bạn. Bây giờ mình mời các bạn cùng mình đi dạo để tham quan ở nơi đây. Những cái công trình ở đây làm như thế nào, diễn ra như thế nào, bây giờ mời các bạn cùng mình theo dõi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hôm nay Sông Nước Miền Tây sẽ đến chùa Ben Buôn Thơ Mây của thành phố Sóc Trăng, nằm ở trên đường Lý Thường Kiệt, khóm 5 phường 4, để chia sẻ những cái hình ảnh mà ngôi chùa ở nơi đây đang chuẩn bị khánh thành vào ngày 2 Tết hôm nay các bạn. Bây giờ thì mời các cô chú anh chị để mà tham quan ngôi chùa này. Hiện nay thì ngay chỗ này là cái tịnh xá cho sư ở, hai cái này đang xây dựng nha các bạn. Cái bên này thì đã hoàn thành trước 4 năm các bạn, còn cái này đang làm nữa các bạn, chuẩn cho sư ở ra. Các công nhân đang tích bực để làm những cái công việc cho hoàn tất. Còn chỗ này là chỗ từ xưa tới giờ các bạn, khoảng 20 năm, đây là cái ngôi này để mà cho sư để đọc kinh rồi nè các bạn. Đây là ngôi bằng thiết khoảng 20 năm rồi các bạn, và sư mới cho mình hay. Còn bên đây là chỗ chánh điện của chùa Ben Buôn Thơ Mây các bạn đang xây dựng. Đây bây giờ thì mình sẽ đi dạo một vòng ở nơi này cho các bạn xem nha. Khu vực này thì cũng rất là yên tĩnh ở khu vực ở sông đình rồi các bạn. Các bạn thấy hiện bây giờ thì rất là đẹp các bạn. Đây là cái tịnh xá cho các sư thầy ở đó các bạn, rất là đẹp. Một kiểu lối kiến trúc rất là độc đáo. Rồi bây giờ mình mời các bạn đi lên chỗ khu vực chánh điện các bạn. Đây là sư đang đi lên chỗ chánh điện các bạn. Hỏi cái này là xây giờ nào tới giờ vậy thầy? Xây Tết năm rồi á. Dạ. Rồi cái bên cái tỉnh xá bên kia là làm hồi nào vậy thầy? Xây sau chánh điện này 5 tháng. 5 tháng. Dạ. Cái này 7 tháng. 7 tháng, mấy 7 tháng là bên cái tỉnh xá này hả thầy? Rồi cái này dự định là mùng 2 Tết thì như thế nào vậy thầy? Thầy cho biết cho các Phật tử ở các xa nơi mình đến. Tết sẽ khánh thành cái tỉnh xá. Hai Tết là bắt đầu vào lễ, 3 Tết thì kết thúc. Giờ chỉ là 2 ngày hết rồi. Rồi giờ tiếp không... tiếp hết ngày mùng 2. Mùng 2. Dạ. Kết thúc. Dạ, chỉ là 2 ngày, mình vào 2 ngày để làm lễ. Dạ. Rồi con cũng xin cảm ơn thầy. Dạ. Rồi bây giờ mời các bạn đi lên phía trên để xem cái khu chánh điện mà ngôi chùa đang xây dựng nha các bạn. Đây là cái khu này đang xây dựng các bạn. Đây. Thì một cái công trình của người Khmer thì xây dựng rất là công phu nhiều năm các bạn, chứ không phải là đơn thuần mà làm nhanh lẹ được. Có ngôi chùa làm hàng mười mấy năm mới có thể hoàn công được các bạn. Đây là khu chính điện để mình đang đi lên cho các bạn xem nha. Thì những cái kiến trúc của người Khmer rất là đẹp, rất là tỉ mỉ các bạn. Đây, chỗ này là ngôi chánh điện của chùa đó các bạn. Hiện bây giờ thì mình thấy đã cột đúc toa cốt thiết đã đầy đủ hết trơn các bạn. Còn tiếp tục theo những cái trang trí rất là có nhiều cái công phu đó các bạn. Đây thì bây giờ mình đi lên chỗ tượng Phật ở đây luôn các bạn. Đây. Nam Mô A Di Đà Phật.
Đây là hình ảnh mình đang đứng ở trước cái chỗ chánh điện, mà chỗ cái tượng Phật đang ở trên này các bạn. Thì theo thầy nói là ngày mùng 2 Tết khánh thành cái chỗ cái tỉnh xá nơi đây và làm lễ vào ngày mùng 3, trong 2 ngày đó các bạn. Thì bà con Phật tử nào xa gần có thời gian đến để mà dự lễ ở nơi đây thì mình về ở chùa Ben Buôn, thành phố Sóc Trăng để dự lễ khánh thành nha các bạn. Đây cái phong cảnh rất là đẹp các bạn. Đây là cái khung cảnh của chùa Ben Buôn hôm nay của thành phố Sóc Trăng các bạn. Đây là hình ảnh buổi trưa các thầy thợ không nghỉ để mà tiến hành những cái công việc chùa hoàn tất. Đó, người ta đang sơn phết vẽ những cái hoa văn các bạn. Ở nơi đây các bạn. Còn sư thầy ở phía dưới thì sơn phết ở những cái công đoạn khác nhau các bạn. Từng cái người có một công việc khác nhau các bạn. Đây sư thầy đang chuẩn bị lên sơn phết trên đó. Sư giờ các sư thầy lên đầu sơn hết vẽ những cái hình ảnh hoa văn đó các bạn. Bây giờ mình cũng mời các bạn đi lên phía trên để xem sư thầy vẽ như thế nào nha. Đây vội đắp những cái đắp rất là đẹp luôn các bạn. Đắp những cái cành lá rất là đẹp luôn các bạn ơi. Ở những cái này nét rất là công phu. Đi lên phía trên để xem các thầy thợ tiếp tục để làm những cái công đoạn nha các bạn. Đây là người ta tạo những cái hoa văn trên những cái bức tường rất đẹp các bạn. Bây giờ các sư thầy và các công nhân đang tích cực để chuẩn bị làm cho công đoạn còn lại để chuẩn bị khánh thành vào ngày 2 Tết các bạn. Đây là vẽ những cái hoa văn lên những cái bức tường để tô đẹp những cái màu sắc rực rỡ lên các bạn. Đây sư thầy vẽ rất là đẹp, rất là khéo tay. Đây là công trình đang làm các bạn. Bên này ta cũng sơn phết rất là đẹp, ta còn giảm giá nữa sắp đây cho nó rất là đẹp. Đó các bạn nhìn thấy bên kia là ngôi chánh điện đang xây dựng các bạn, đang đúc những cái cốt thép đã xong. Nếu bà con Phật tử mình gần xa thì có đến tham dự được ngày mùng 2 Tết thì đến về ở chùa Ben Buôn thành phố Sóc Trăng nha các bạn. Đây là cái bên cái tỉnh xá đã làm hoàn tất rồi các bạn, rất là đẹp. Rồi bây giờ mình mời các bạn đi về cái bên tỉnh xá bên đó để mình xem như thế nào nha các bạn. Đây bây giờ mình mời các bạn vào cái tỉnh xá đã hoàn thành rồi các bạn. Cái này đã hoàn thành tháng 5 rồi các bạn, rất là đẹp. Bây giờ sư thầy đang mở cửa cho mình vào cái tỉnh xá bên trong đó các bạn. Rất là đẹp luôn nha. Bên này thì cũng sơn phết được rồi, những cái hoa văn rất là đẹp. Các bạn nhìn thấy cực kỳ đẹp luôn các bạn.
Rồi bây giờ mời các bạn vào cái tỉnh xá đã hoàn thành rồi các bạn. Bây giờ bên trong để xem. Đây là cái tỉnh xá này đã hoàn thành. Bà sư đã mở cửa cho mình vào để mà tham quan đó các bạn. Thì rất là đẹp các bạn ơi. Đây là cái tỉnh xá được hoàn chỉnh rồi các bạn. Đây, bây giờ mình đã bước vào bên trong cái tỉnh xá của chùa Ben Bun, hôm nay thành phố Sóc Trăng. Đây là cái nơi này đã được hoàn tất rồi các bạn, rất là đẹp. Thân dược rất là đẹp. Lối kiến trúc này rất là độc đáo các bạn. Rồi bây giờ sông nước miền Tây đã cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn gần xa đã theo dõi cùng mình video đến với chùa Ben Bun Thơ Mây của thành phố Sóc Trăng để theo dõi những cái công trình mà đang hoàn thành để chuẩn bị vào lễ khánh thành vào ngày mùng 2 Tết năm nay. Thì bây giờ mình cũng xin tạm dừng video tại đây. Chúc cô chú anh chị một ngày mới vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn vào những video sau của sông nước miền Tây. Bye bye và hẹn gặp lại lần sau.